Mẫu lắc này là lắc nam nhá, em chỉ còn vài chục chiếc thôi, hôm nay lên tri ân giảm giá ngay cho các anh này. Anh nào muốn sở hữu mẫu lắc này thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là E8 kèm số điện thoại nhá. Lắc tay nam chạm khắc rồng rất là tinh xảo, bên em đang có giá ở cửa hàng là 1 triệu 550 nghìn. Nhưng mà hôm nay em giảm giá ngay trong live stream này cho các anh, chỉ còn 250 nghìn một lắc thôi nhá. Anh nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là lắc E8 kèm số điện thoại. 250 000 một chiếc, chất liệu của nó là vàng non cao cấp, bảo hành trọn đời cho mình, tắm giặt thoải mái không phai, không đen và không ngứa, mồ hôi muối thoải mái cho em nhé. Đến tận nơi mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng, hàng cho em ạ. Và bên em có bảo hành cho mình nhé. Đây, các anh nhìn kỹ này, chạm khắc rồng rất là tinh xảo, một chiếc lắc tay rất là đẹp luôn, chất liệu vàng non không phai nhé. Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Những mắt xích rất là chắc chắn này. E8 kèm số điện thoại cho em. Giảm giá ngay trong livestream này chỉ còn có 250 000 một chiếc lắc này thôi ạ. Đấy Chất liệu vàng non và mình uh, có thể tháo chốt ra được nhé à, Tháo chốt như kiểu chiều kim đồng hồ đấy à. Anh nào lấy cứ để lại số điện thoại cho em Là E8 kèm số điện thoại Đấy, một chiếc lắc tay rất là đẹp chạm khắc rồng Giá chỉ còn 250 nghìn một chiếc trong live stream này thôi Anh nào lấy cứ để lại số điện thoại cho em là E8 kèm số điện thoại Chất liệu của nó thì yên tâm cho em là vàng non cao cấp Bảo hành trọn đời cho mình Đấy, tắm giặt thoải mái không phai không đen Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhé Em còn vài chục chiếc nên là lên chiên giảm giá ngay cho các anh Chỉ còn 250 nghìn một chiếc ạ à. Đây, mình xem này Chạm khắc rồng rất là tinh xảo Những cái khía rồng này, mắt rồng này Và những mắt xích này rất là chắc chắn Một chiếc lắc tay này rơi vào tầm năm chỉ ý nhá, 250 000 một chiếc thôi. Để lại số điện thoại nhanh cho em là mã E8 kèm số điện thoại, nhân viên của em sẽ gọi điện lại lên đơn cho mình với giá 250.000đ nhá. Đấy giá gốc bên em đang có giá là 1 triệu 550 000 đấy ạ. Đấy anh nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em là E8 kèm số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện lại lên đơn cho mình nhá. Nguyễn Hiệt nhận được E8 này rồi đẹp lắm, cảm ơn tình yêu. Anh nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em là E8 kèm số điện thoại nhá. Để cho các anh xem kỹ này. Đấy, chạm khắc rồng rất là tinh xảo này, những mắt xích rất là chắc chắn này, có mấu chốt tháo theo chiều tay to nhỏ này. Đấy, mình có thể tay to cũng đeo được, tay bé cũng đeo được nhá. 250 000 một chiếc trong livestream này thôi. Đấy cứ để lại số điện thoại cho em là E8 kèm số điện thoại, nhân viên của em sẽ gọi điện lại tư vấn cho mình nhá.